Năm qua, ngành giáo dục quận ngũ Hành Sơn thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng giáo dục quận ngũ Hành Sơn giai đoạn 2017-2021. Trong năm học, quận đạt được 680 giải học sinh giỏi cao cấp, trong đó có 9 giải quốc gia. Năm 2020, có 34 học sinh trúng tuyển vào trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Dịp này, Thừa ủy nhiệm Ủy ban Nhân dân quận đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 27 tập thể và cá nhân, giấy khen của Ủy ban Nhân dân quận cho 18 tập thể và chiến sĩ thi đua cơ sở cho 94 giáo viên.